Hello Vinder, xin chào các bạn. Bên mình chuyên cung cấp các thiết bị của Apple giống như là Apple Watch, iPhone, iPad, MacBook và phụ kiện Apple chính hãng. Ngoài ra có những cái sản phẩm phụ kiện như là ốp lưng hoặc là dây đồng hồ thì bên mình có bán cả hàng replica 11, tức là hàng chuẩn 11 chính hãng nha các bạn. Rồi sẵn tiện hôm nay mình ship chiếc ốp 15 Pro Max silicone màu đen này thì mình sẽ khui ra kiểm và dán tem để cho khách mình có thể kiểm thử, tại vì mình muốn bảo đảm chắc chắn là khi bên mình ship hàng đi á, các bạn sẽ nhận được sản phẩm hoàn hảo nhất. Cho nên là dù cho một chiếc ốp hay là bất cứ một cái gì nó có một lỗi nhỏ, bên mình sẽ không ship, mình sẽ kiểm tra rất là kỹ nha, để tránh mất thời gian. Do là bên mình ship miễn phí á, nên là nếu mà không được thì các bạn bị chuyển về là mình sẽ mất thêm một lần tiền ship nữa, sẽ rất là phiền phức và khách hàng cũng sẽ không hài lòng, không vui. Cho nên là để bảo đảm thì mình sẽ kiểm trước nha. Rồi đây là mình sẽ khui kiểm gắn luôn, tại vì mình cũng chưa quay một cái clip dài cho iPhone 15 Pro Max ốp đen ha, để sẵn tiện là mình sẽ quay luôn cho các bạn. Thì bên mình sẽ có cách mở để cho mình vẫn giữ được cái hộp nguyên vẹn cũng như là cái seal ha. Mình sẽ mở cho các bạn xem. Thông thường thì nếu bình thường thì các bạn chỉ cần xé cái này nè, các bạn gỡ ra được luôn. Nhưng mà mình muốn giữ cái seal lại cho cái hộp nó đẹp, rồi mà để cho khách có thể xé. Thì mình sẽ mở nó hơi mất thời gian một chút để mình giữ lại, tại vì cái này là mình chỉ kiểm trước thôi để cho khách nhận hàng được bảo đảm nhất nha. Rồi mình sẽ mở xong cái này ha. Cái này nó dính khá là chặt thôi các bạn. Ok, sau khi mở thì mình sẽ bóp cái hộp họ lên một xíu để mình rút cái ốp ra. Đó, bên trong tờ hướng dẫn nó có nhiều ngôn ngữ. Rồi, đây là chiếc ốp ha, 15 Pro Max màu đen Midnight. Mình sẽ quay cho các bạn xem chi tiết bên trong ha. Bên trong nó sẽ là những cái lớp sợi rất là mịn như thế này. Đó, các bạn thấy không? Nó là mịn như nhung nha. Cái lớp sợi này sẽ bảo vệ cái máy của các bạn không bị bụi di chuyển. Và chiếc ốp này nó rất là khít cho nên bụi sẽ không có lọt vào được nha các bạn. Này ha. Đây, mình quay cận cảnh cái lớp sợi này. Đó. Rất là mịn. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cũng như hướng dẫn các bạn lắp ha. Đặt cái phần nút bấm vào trước nha. Đó, các bạn gắn nó sẽ hiện một cái vòng. Ok, ốp này các bạn có thể sử dụng được sạc không dây hoặc là ví mắc sáp, các bạn để vào nó hết vào nha. Rất là đẹp, chi tiết hoàn thiện các cạnh nè. Đó, bên dưới ốp này thì có khả năng chống rơi rớt và đập, chống bẩn, ngăn bụi. Cho nên là các bạn xài ốp này thì sẽ bảo vệ rất là tốt cái máy ha. Và cái phần bên cạnh này nó cũng cao hơn cái màn hình. Đó, cái này là màn máy mình đã dán miếng chống nhìn trộm mình nè các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy nè, hơi nghiêng xíu thôi là không thấy đường nè. Đó, chống nhìn trộm và nó vẫn cao hơn. Nếu bạn nào không dán màn hình thì nó cũng vẫn cao hơn nha. Nó cao hơn khá nhiều, mình tránh trường hợp các bạn rớt ập mặt xuống, nó sẽ bảo vệ được màn hình luôn. Đây, rất là đẹp. Thì có rất là nhiều anh em nói mình quay cái mẫu này, nhưng mà mình cũng bận và lu bu nên mình cũng quên mất, cũng không có quay cái màu này ha. Màu này gọi là màu đen Midnight, thì nó sẽ thay đổi màu. Tất cả những cái ốp của Apple mà đều có khả năng thay đổi màu theo ánh sáng nha các bạn. Đó, các bạn có thể nhìn nè, tùy theo góc sáng nó có thể là màu đen hoặc là màu hơi ngã xanh xanh một xíu hoặc là màu xám, tùy theo góc sáng các bạn ha. Rất là đẹp ha. Rồi, bạn nào mua hàng có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 0818002407, website alovender.com hoặc là Facebook alovender. Xin cảm ơn các bạn.